về sáng hôm qua ai về đã chườm đá rồi? Chườm chưa ạ? À rồi, chườm lần đầu tiên đúng không ạ? Bây giờ chườm lần đầu tiên sư thấy sao? Hôm qua em chườm buổi tối em có ngủ cảm giác thiệt, nhưng mà thức dậy thì thấy nó khỏe, không có mệt. Nhưng mà em uống nước hơi nhiều hơn ngày xưa, nhưng mà đi tiểu ít. Ngày xưa uống không có nhiều, nhưng mà uống vô là đi tiểu rất là nhiều. Hôm nay uống nhiều nhưng mà đi tiểu ít lắm. Có một rạng sáng đi có một lần thôi. À vậy hả? Dạ. Rồi, tốt rồi, chúc mừng sư. Dạ. Hoàn toàn bất ngờ hả sư? Dạ. Bất ngờ quá dạ, luôn á. À, tôi uống nước mạnh, lúc cũng đi tiểu với bà cô. Nhưng mà bây giờ không uống nhiều hơn ngày xưa, còn nhà xưa quá. Sáng mình mới đi tiểu. Hay quá ha. Rồi, nhờ tốt nhất là trước khi mà chườm gan ấy, đêm trước khi chườm gan thì mình cũng vẫn nên uống nhiều nước hơn. Uống nhiều nước để cho cái máu nó không có bị đặc lại, không có bị ảnh hưởng đến huyết áp. Thứ hai nữa là có nước ấy, thì nó sẽ tăng cái thải độc luôn. Dạ, với bà em hay cái bị hạ huyết áp, hạ đường huyết đó cô. Nó đang bị đặc này cũng hết rồi đó. Mà sáng nay người nghe khỏe. Dạ, chịu ha. Rồi ai lần đầu tiên chườm gan trong cuộc đời mình nữa ạ? Rồi chị. Rồi. Chị chườm gan chị thấy sao? Thường khi thì nó đau lưng chứ lắm, nhưng mà bữa nay chườm thấy nó khỏe, nó nhẹ. Ờ, vậy nhẹ. Hả? Dạ. Rồi còn ai nữa ạ? À, cũng lần đầu tiên trong đời. Tôi mua đá để học. Mua kỳ và học như là bánh qua. À, cái buổi hôm ở Bách Khoa hả? Chỗ Tây Nguyên Phủ á. Dạ, rồi, nhớ rồi. Bây giờ tôi cất thủ tủ. À, Viện Hàn Lâm đấy chỗ. Hôm ở Viện Hàn Lâm đúng không ạ? Bác là cựu Bách Khoa đúng không? Đúng rồi. À, đúng rồi, mấy giáo sư Bách Khoa, rồi nhớ rồi ạ. Cho nên là tôi cất thủ tủ, ngày qua mới đi học. Tôi nghe cô giảng, thì tối ngày qua tôi về tôi nghe. Đá chưa kịp ngủ. Đá chưa kịp vui, em nghĩ chưa. Ồ, đấy là niềm ao ước của mấy người lớn tuổi á. Ao ước còn sao ạ? Giấc ngủ đúng không ạ? Dậy cái là đã ngủ từ buổi. Dạ, chúc mừng bác. Rồi, đây là cựu Bách Khoa đấy ạ. Là bên Viện Hàn Lâm... Viện Vật Lý gì cậu? Viện Vật Lý, dạ đúng rồi, Viện Vật Lý, đúng rồi. Rồi còn ai lần đầu tiên trong đời chườm đá nữa không ạ? Có ai mà lần đầu tiên trong đời chườm đá sau cái buổi chia sẻ ngày hôm qua? Chị luôn. Rồi, chị cho biết đi. Chị nói lớn hộ, tại vì hơi xa. Chườm đá đau lưng lắm. Mới để hai cục đá đau lưng, nó đợi trước bụng á. Nửa đêm ngủ dậy thấy hết đau lưng chứ. Hết đau lưng rồi. Ngon, hết đau lưng rồi. Cảm ơn chị. Còn ai lần đầu tiên trong cuộc đời mình chườm đá nữa không ạ? À, con mua đá rồi, cô nhớ mà cô cất. Trưa nay người ta mới giao. À, trưa nay mới giao. Dạ, thôi đi chờ nhá. Hồi hộp quá ha. Đi mua rồi. Rồi, bây giờ em phỏng vấn cựu giảng viên Bách Khoa. Người đẹp hoa hậu ở đây này. Hoa hậu này rất là đẹp. Mà hôm nay có rất nhiều thay đổi. Nhưng mà trước khi chị phát biểu để em phỏng vấn những người chứng kiến chị những ngày đầu đã. Rồi, mà đây là một nhân chứng này. Rồi, chị cho biết là tình hình của Hoa hậu Bách Khoa kia. Dạ, ngày đầu tiên vô gặp chị Hoa hậu á thì thấy thấy chị xong mà buồn ủ rũ, thấy người không có được khỏe. Chị vô với tính cách đó là mình nghĩ là chị vô chị để chị coi thử coi như thế nào, nhưng mà hôm nay thì nó đã khác xa lắm rồi, rất là đừng tươi, rất là vui, và người thì thấy tinh tấn lên, thấy thoải mái rất là nhiều. Về mặt nhan sắc đây thì không phải bàn, chị đã có vẻ như là lấy lại hương vị ngày xưa đúng không ạ? hôm đầu á, trông cái mặt chị ủng ủng với mọi người. Hôm đầu là vào là cái mặt nó ủng ủng, nó bị phù phù, nó bị cái cô Yến có kêu mình chị bây giờ chị xem cái cô này đi rồi vài hôm nữa mình sẽ coi lại coi sao. À đúng rồi, hôm đầu có nói luôn là mọi người nhớ nha, ghi nhớ hình ảnh của chị nha, một cái gương mặt ngộ độc corticoid nha. Và chỉ vài hôm là khác, mà hôm nay là đúng là được đúng một tuần, tức là ngày thứ 8 rồi đấy.
thứ hai tuần trước, hôm nay là thứ ba đúng không ạ? Ngày thứ 8 rồi. Bây giờ nói gì thì nói, em vẫn muốn nghe chính lời chia sẻ của Hoa hậu khổ chủ. Người mà đã sở hữu bao nhiêu năm nay cái hiện tượng gọi là cái sắc đẹp của người ngộ độc corticoid, uống nhiều thuốc giảm đau quá. Rồi, chị ra nói hoa hậu thấy buồn quá, để mình 70 tuổi còn hoa hậu. Không phải là thực ra thì buổi đầu tiên đến đây thì cũng chỉ muốn là để tham khảo thôi, để về để mua viên đá về thì để sẽ là xem cái sử dụng nó như thế nào thôi. Mà thực ra là để sử dụng là để cho người ta mách, là để sử dụng cho ông xã chứ không phải cho mình. Nhưng mà đến đây thì buổi đầu tiên thì người ta nói là sẽ học sẽ biết, thì đến buổi đầu tiên thì sau nghe chỉ một cái buổi qua cái pháp y mau mạch của cái thập chỉ viên tâm một cái đó, là tôi thấy rất là hay, thì tôi quyết định là tôi sẽ học tiếp. Học tiếp thì khóa trước là học khóa nâng cao khóa cấp tốc, và tiếp khóa này là khóa nâng cao học buổi chiều. Nhưng mà tôi vẫn muốn đến những cái buổi sáng này để tôi, thứ nhất là tôi tham khảo thêm cho nâng cao được kiến thức của mình, và cái hai mục đích của tôi là sẽ để giúp đỡ rất nhiều bạn bè và anh chị em trong nhà đi. Thì trong nhà tôi có một ông anh cũng bị liệt, rồi những cô em ở ngoài Bắc thì bị khớp gối rất là nhiều, thì tôi cũng đã tư vấn cho mọi người để cho mọi người mua đám và để làm, và có một người bạn nữa. Thế thì phải nói rằng là sau khi mà có hơn 30 ngày thì cái mà phấn khởi nhất của tôi là tôi đau khớp gối ấy. Sau có 3 ngày thôi thì cái sự chuyển biến của khớp gối của tôi rất là tốt. Rất là tốt, nghĩa là nó hơn lúc trước rất là nhiều, nghĩa là nó có cái chuyển biến khá hơn. Còn tất nhiên là quá trình đây thì nó vẫn còn đau, nhưng mà tất cả mọi cái không có cái gì mà một cái mà nó có thể khỏi được cả. Tùy kể cả uống thuốc tây nó chỉ là giảm đau nhưng mà để khỏi không khỏi được. Như là mình châm cứu thì phải 10 ngày đến 20 ngày thì nó mới đỡ được. Nên tôi thấy là nhưng mà cái hiệu quả trước mắt mới có bao nhiêu này thôi, thì tôi thấy có những cái hiệu quả thế này. Nhất là cái đầu gối tôi nó đỡ rất là nhiều, phải đến 50-60%. Cái thứ hai là giấc ngủ rất là tuyệt vời. Tuyệt vời cái là có thể là ngủ chập chờn đấy, nhưng mà sáng mình ngủ dậy là người mình không có cái độ mệt mỏi nữa, mà mình cảm thấy rất là khoan khoái. Một cái là thực sự rất là khoan khoái đấy, cái thứ khoan khoái ở trong người. Và quá trình mà tuần vừa qua thì sử dụng trường đá các cái và đắp đầu gối thì tôi thấy có những lúc như là tuần hôm qua tôi đã có một cái san sẻ rồi đấy, là tôi đi đám cưới hôm thứ bảy là tôi bị đau đấy, bị mà vì là trượt cái đầu gối đau đấy, là tức là khi đứng lên ngồi xuống là phải có một người ông xã phải đi kèm gạch đẩy, đi được vài ba bước nó mới ổn định được. Nhưng mà sau khi nó tối tôi về tôi trường đá thì ngày sau tôi đỡ hẳn, nhất là phải nói là mất đỡ hẳn cái đó đi mà mình có thể đi lại bình thường như bây giờ được. Tất nhiên là khi lên xuống cầu thang thì cái lực nó vẫn chưa đủ, thì tôi cái đầu gối tôi đã mổ đấy. Thì cái còn mọi người nói về sắc đẹp thì cái đó là mọi người nhìn bên ngoài, còn đối với tôi thì tôi cũng thấy là nó cũng thấy cũng cảm nhận thế, nó cũng có sự chuyển biến kiên tốn. Mọi người cái chia sẻ của tôi thì sau một tuần nên là tôi cũng có quyết tâm là sẽ theo học cái lớp cấp tốc nữa, và để cho nâng cao được cái kiến thức và hiểu biết của mình để giúp đỡ mọi người trong gia đình và bạn bè. Cảm ơn mọi người. Mọi người thấy ở đây cái chữ mà thầy Châu hay nói á, thì Dư Quân Châu thường hay nói là cho là nhận, thì đây thấy rõ ràng cho là nhận. Mà chị chỉ tới với mục đích là mua đá về để trường cho ông xã, tức là bằng cái tình yêu thương và sự quan tâm mà tới để tìm một cái phương pháp để giúp cho ông xã mình, mà cuối cùng là cái người hưởng lợi là thấy chị là rõ ràng rồi đấy. Mới cho có chút à mà đã nhận lại rất là nhiều. Thì phương nhà pháp... tôi bây giờ ấy là con gái cũng mua, vì con gái bị đau nửa đầu cũng mua một cặp cho em mua, cái cô bé mà giúp việc cho tôi ấy, nó cũng mua, và nó cảm thấy rất có hiệu quả. Khi nó bị đau tan thì nó trường mà nó cảm thấy rằng là đỡ đau và nó rất là quan trọng. Đấy là hiện trước mắt. Còn những người mà giới thiệu ngoài Bắc thì mới mua thôi, nhưng mà vì cái điều kiện mà để mà thực hiện thì chưa thực hiện được.
Rồi, vậy là mong mọi người hãy thực hiện việc chườm đá, bởi vì khi mà chúng ta chườm ấy, cái chi phí cái cặp đá thì nó không có bao nhiêu cả. Thực sự là nó quá ư là tiết kiệm chi phí. Có thể nói là nếu mà không tốn thì không đúng, nhưng mà có tiết là rất tiết kiệm chi phí, đúng không ạ? Và trong khi đấy thì cái hiệu quả của nó thì mình lại không có đong đếm được. Ban đầu mình đâu có lường được là nó lại nhiều cái tác dụng tốt như vậy. Nhưng mà càng dùng thì mình sẽ càng thấy là càng ngày mình càng khám phá quá trời tác dụng. Đúng không ạ? Quá trời tác dụng luôn. Và cái đó mà cái lúc đó là mình không có đong, cũng không có đếm được đâu mọi người nha. Khi mà thực hiện chườm đá xong ấy, cứ mỗi một lần báo cáo thì các học viên báo cáo chúng tôi lại phát hiện ra càng ngày càng nhiều cái điều gọi là kỳ diệu hơn. Nó đó mà đúng cái tên gọi của nó gọi là cặp đá diệu kỳ. Rồi chúc lớp mình ai cũng khỏe và ai cũng sẽ thực hiện việc chườm đá thường xuyên mỗi ngày. Cảm ơn mọi người. Đúng rồi, đẹp và trẻ ra đương nhiên rồi ạ. Phụ nữ là mê nhất là đẹp trẻ ạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.